nhân vật trong khoảnh khắc từ thiện của Hoa hậu Ý Nhi lên tiếng giữa ồn ào. Nhân vật chính trong khoảnh khắc từ thiện tại bệnh viện của Hoa hậu Ý Nhi và hai Á hậu Minh Kiên, Đào Hiền đã chính thức lên tiếng. Mới đây, trên trang cá nhân, cô gái từng nằm trên giường bệnh được Hoa hậu Ý Nhi và hai Á hậu Minh Kiên, Đào Hiền đến thăm và tặng quà đã có động thái. Theo đó, bệnh nhân nằm trong bức ảnh trên là NPXT, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là nữ MC và đã tốt nghiệp trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình huống này, T chỉ biết cảm thán trên trang Facebook cá nhân, quần quật cả năm không ai biết, bị bệnh một ngày cả nước hay. Những ngày qua, ồn ào vạ miệng của tân Hoa hậu Ý Nhi thu hút sự chú ý của dư luận với những tranh cãi trái chiều. Dù Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi hai lần nhưng sức nóng của scandal ngày càng tăng. Trên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, lan truyền loạt ảnh Ý Nhi cùng hai Á hậu Đào Hiền và Minh Kiên đi thăm, tặng quà ở bệnh viện. Điều đáng nói là bệnh viện mà Top 3 Miss World Việt Nam 2023 tới là bệnh viện 5 sao. Điều này ngay lập tức dấy lên nhiều tranh cãi. Trong ảnh, Hoa hậu Ý Nhi cùng hai Á hậu lên đồ khá lộng lẫy, đeo vương miện đi thăm bệnh nhân. Trong khi Hoa hậu Ý Nhi diện bộ đầm vàng có phần khá kín đáo, thì hai Á hậu lại diện đầm cúc ngực, váy hai dây khoe bờ vai trần trắng nõn, đi thăm hỏi bệnh nhân. Hình ảnh này cư dân mạng cho rằng khá phản cảm. Thay vì chọn trang phục đời thường kín đáo, giản dị, không cần vương miện cầu kỳ, thì ekip của công ty quản lý ba người đẹp lại làm trái ngược. Điều này vô tình khiến cả ba nàng hậu gây mất thiện cảm trong mắt công chúng. Ngoài vấn đề trang phục, việc công ty quản lý chọn địa điểm là bệnh viện tư nhân có chất lượng 5 sao để đi làm từ thiện cũng không nhận được sự đồng tình của khán giả. Nhiều người cho rằng, có nhiều trường hợp khó khăn ở các bệnh viện công cần được giúp đỡ hơn là ở bệnh viện tư nhân. Theo phản hồi của ban tổ chức Miss World, bệnh viện trên đã tài trợ cho cuộc thi và top 3 có những hoạt động đồng hành theo nội dung hợp đồng. Hoa hậu và hai Á hậu đến đây ghé thăm văn phòng và ban giám đốc bệnh viện, do đó trang phục như vậy là phù hợp, giống như ghé thăm văn phòng các nhãn hàng khác. Trong chương trình, các bạn sẽ được đưa đi tham quan tại những khu vực cho phép để tìm hiểu không gian, cơ sở vật chất của bệnh viện, người đại diện cho biết.